À, thưa thầy cô và các bạn, thì đây là sản phẩm máy tính của em. Nhưng mà vì là một số lý do, như em bố mẹ cũng muốn em có dùng cao, thế nên là em cũng tập trung vào ôn giữa học kỳ hai để thi, tranh giá là em không có quá nhiều thời gian để làm. Mặc dù em đã lập trình một số lệnh ở đây nhưng mà không hiểu sao em cũng không hiểu nó cần cái gì, nên nó nút vẫn không hoạt động được. Mà với lại là em cũng chưa dùng mẫu máy tính nào có cái này, thế nên là giờ em mới chỉ là thêm nút vào các vị trí ngẫu nhiên. À, tự có những nút để điền số vào máy tính và nút cộng trừ là đã được, và em đã dành thời gian đã để làm các lệnh cho các dấu nhân kia, nhưng không hiểu sao nó lại sai, nó không hoạt động. Ví Ví dụ dụ như đây là đi. đấy là lệnh của dấu kia. Là đầu đầu tiên là nó sẽ lấy số đầu tiên, sau đó là xóa 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 các ní để tiếp theo là điền số thứ hai, sau em điền một một biến đấy để sau này khi mà bấm dấu băng thì nó sẽ nhận nhận diện cái biến này để nhận diện là đang bấm nút nào. Thì ở đây là dấu kia là biến là 4, thế nên là ở đây nó nhận diện là 4 thì nó sẽ lấy số thứ nhất sau khi đã xóa nhưng mà vẫn còn lưu trong dữ liệu, chia cho số thứ hai vừa nhập. Nhưng khi mà vào thực hành thì em cũng không hiểu tại sao nó lại báo lỗi. Em có thể trình bày tiếp những chức năng mà đã lập trình được, ví dụ như cộng trừ đâu, mình có thể minh họa những cái cộng trừ mình làm được thì mình sẽ chạy thử, mình bấm thử cộng trừ. Nhà đấy là có dấu cộng có hoạt động được, nhưng mà em đã tìm hiểu trên mạng nhưng không hiểu sao là sạch sạch thì viết như thế này nhưng mà cũng không hoạt động, không hiểu tại sao. Em có thể thuyết trình tiếp các phần còn lại, nội dung còn lại. Còn đấy là dấu chia ở đây là sẽ điền thêm dấu chia vào, điền x và cuối cùng là điền dấu phẩy. Còn ở đây là có chức năng, những dòng lệnh này có chức năng điền hiện những cái nút mà đã được lập trình sẵn lên trên máy tính. Em xin lỗi. Rồi, Nguyên Vũ đã hoàn thành phần thuyết trình của mình. Con giữ nguyên màn hình nhá. Con giữ nguyên màn hình, con cứ chạy lại chương trình đi. Con nhấn chạy lại. Con chạy lại con tắt hẳn đi, con chạy lại từ đầu. Đúng rồi, con ok, rồi con giữ nguyên màn hình đấy nhá. Thầy sẽ mời một bạn nhận xét cho bài của Nguyên Vũ. Thầy mời Hải Triều nào, Hải Triều nhận xét bài của Gia Phú. À thầy xin lỗi, bài của Nguyên Vũ. Dạ, thầy theo con thì bài của bạn cũng không được lắm. Không được lắm ở phần nào thì mình có Với thể lại có thể nhận xét về cả phần kỹ thuật lập trình bài của bạn, hoặc là có nhận xét về cái kỹ năng thuyết trình của bạn mình thấy thế nào. mấy cái chiều này thì nó quá bự quá thầy. Với lại cái nó còn lệch ra ngoài nữa. Rồi Hải Triều cho rằng là những cái việc mà chia các ô này nó đang không được cân đối. Gì nữa không? Vậy là nó bự quá rồi.
Rồi chiều ngang nó đang hơi kích thước đang hơi không cân đối, cách nút cách xa nhau quá. Rồi đây Thế ngày là chiều hết còn nhận xét gì nữa không? rồi. Dạ không. Rồi ok, thầy cảm ơn phần nhận xét của Hải Triều. Thầy sẽ nhận xét bài của thầy sẽ nhận xét bài của Nguyên Vũ như sau. Nguyên Vũ chạy lại cho thầy chức năng này. Thứ nhất là con nhân số 1. Từ con nhân số cộng. Con nhân ok, con nhân tiếp số 2, con nhân số bàn. Ở đây con đấy, như vậy là nó có ra kết quả, chẳng qua nó không ra đúng. Được chưa? Con nhân dấu thoát ra đi, con nhân dấu thoát. Rồi, con nhấn nút chạy lại chương trình. Con nhấn nút chạy lại chương trình. Rồi, bây giờ thầy sẽ thử con nhấn thử số 2. Rồi, sau đó con nhấn dấu trừ. Con vừa nhấn dấu cộng rồi à? Ok, nhấn dấu trừ rồi, nhấn số 4. Con đừng đừng tự mình nhấn nút như thế, con làm theo đúng cái hướng dẫn của thầy để hiểu rõ nhất về cái hoạt động của chương trình nhá. Rồi bây giờ con nhấn lần lượt từng nút thật là chậm, con nhấn lần lượt từng nút từ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho thầy xem. Bấm thật là chậm chậm thôi. 1 rồi 2 đi, rồi sang 3. Đấy, cứ như vậy, lên 4. Rồi ok, các nút ở đây các bạn có thể thấy là đều đã hoạt động được. Nhưng nó sẽ, khi mình lập trình, mình chạy chương trình, nó sẽ làm sao? Nó sẽ xuất hiện, nó hơi chậm. Vì thế nên đôi khi mình lại tưởng là nó đang không hoạt động được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bài của Nguyên Vũ đang có một số lỗi về kỹ thuật lập trình, nhưng Nguyên Vũ đang chưa biết cách xử lý, được chưa? Và mình đang đang không hiểu vì sao bị lỗi, được chưa nhở? Đang không hiểu vì sao bị lỗi. Thứ nhất, thầy sẽ nhận xét về kỹ thuật lập trình của Nguyên Vũ trong bài của Nguyên Vũ. Thứ nhất, kỹ thuật lập trình của mình, một là giao diện của mình vẫn còn đơn giản, mình hoàn toàn chưa có chức năng thiết lập bố cục hoặc là gì thay đổi màu sắc cho nút, thay đổi màu cho màu nền của nút, đúng chưa? Hoặc là thay đổi phông chữ, cỡ chữ là chưa có, vì mình cũng đang chưa dựa trên một cái sản phẩm thực tế nào. Cái này là mình đang chưa đạt yêu cầu, cái này từ cái buổi học trước thì đã yêu cầu rồi, là con sẽ phải chọn một một cái chức năng bất kỳ để con làm theo, và con sẽ thiết lập các nút bấm sao cho giống với sản phẩm mẫu đấy để thể hiện mình đã biết cách thiết lập vị trí, đã biết cách tạo ra nút, đúng chưa? Đã biết cách thay đổi màu. Đó, cái này là đang chưa đạt yêu cầu, là cái thứ nhất là chưa dựa trên một sản phẩm mẫu, được chưa? Và cái thứ hai là mình có biết cách bổ sung, mình có sáng tạo thêm một số nút bấm ở đây, đúng chưa? Mình có sáng tạo thêm một số nút bấm, tức là mình đã cũng đã biết cách thêm các đối tượng nút bấm rồi. Thì đấy là giao diện, là mình có biết cách thêm được nút bấm và thêm các hàng mới, cột mới. Tuy nhiên, về cái chức năng lập trình của chương trình là mình đang chưa đạt yêu cầu ở phần thứ hai, đó là các chức năng cơ bản chưa hoàn thành. Thầy lấy ví dụ ngay cả chức năng cộng thôi chẳng hạn, là gì? Mình đang trả lời là mình đang chưa biết vì sao nó lỗi. Ở đây thầy cũng chưa nhìn rõ code của Nguyên Vũ từ lúc nãy, nhưng con không cần show code cho thầy, con không cần show code thầy, con cứ mở lại giao diện đi. Thầy sẽ yêu cầu một bạn giải thích lỗi của bạn là gì, không cần nhìn mã nguồn. Con nhấn 3 cộng với cả 6 bằng 36. Các bạn khác trả lời lỗi của bạn ở đây là gì? Bạn thiếu hình như là y in là tờ hay sao thầy? Chưa chuyển đổi kiểu dữ liệu sâu ký tự của entry thành kiểu INT, kiểu số nguyên để thể hiện tính toán. Được chưa? Và cái này ở trên lớp chúng ta đã học rồi. Đó, và cả lớp cái này đều thực hành rồi. Các bạn khác đấy, Minh Trung chưa cần nhìn mã nguồn cũng biết, đúng chưa? Vì đây là lỗi phổ biến và trên lớp đã được học rồi. Như vậy thì chứng tỏ là Nguyên Vũ đang cái kiến thức cơ bản là đang còn bị thiếu sót, là cái thứ nhất, được chưa? Nguyên Vũ chuyển sang phần lập trình. Nguyên Vũ chuyển sang phần lập trình. Đấy, thế thì ở đây cái vấn đề ở đây là gì? Khi con number 1 chẳng hạn, khi nhấn dấu cộng đi chẳng hạn, được chưa?
5 bằng 1 bằng E chấm get thì con hoàn toàn có thể chuyển đổi thành kiểu INT. Được chưa? INT của cái E chấm get. E chấm get là đúng rồi, là lấy dữ liệu của entry rồi, nhưng mà INT của cái E chấm get đấy. Được chưa? Tương tự như vậy, khi mình thiết lập number 2 cũng như vậy nhá. Number 2 mình cũng phải chuyển đổi kiểu dữ liệu INT. Ở đây có vẻ đang quên à? Đang quên chưa biết kiểu chuyển đổi kiểu dữ liệu như nào à? Đấy, hoặc là mình có một cách khác là gì, chuyển đổi ở dưới này đúng không, insert int của number 1. Như này có để như này chưa chính xác đâu, number 1 con bị xóa mất e chấm ghét rồi, cái e chấm ghét của mình là lệnh đúng, sao mình lại xóa đi. Ở đây là mình đang thiếu, mình thiếu chứ không phải mình sai. Đấy, cái ở bên trên lệnh đầy đủ thôi rồi, cái này con sẽ sau buổi học thì thầy sẽ chỉ cho con cái kiến thức này ở trong sách ở trang bao nhiêu. Ở đây mình đang bị ghi thiếu. Bình thường lúc bình thường của mình là e.get, nhắc lại e.get là lệnh để lấy dữ liệu từ entry nhưng nó dưới dạng sâu ký tự, và mình muốn chuyển đổi cái dữ liệu này thành kiểu int, mình phải làm sao thêm int ở bên ngoài cùng. Đó, Nguyên Vũ nhớ ra chưa? Chứ không phải là mình xóa hết đi như này chứng tỏ là bị quên kiến thức rồi. Được chưa? Đấy, cái hàm dấu cộng này này. Đấy nhá. Thì cái này kiến thức của mình là mình đang đang bị thiếu, thì mình sẽ cần phải bổ sung thêm. Hàm e chấm ghét này không chạy được vì thiếu ngoặc. Được chưa? Thì cái này là mình đang buổi học, thầy nhớ là buổi học cuối cùng hướng dẫn các bạn là những chức năng này đều phải có đầy đủ. Tuy nhiên Nguyên Vũ chưa thực hiện cái chức năng này, thì Nguyên Vũ cũng cần phải chấn chỉnh lại việc mình ở trên lớp mình làm theo cái phần hướng dẫn của thầy đấy cho đầy đủ cẩn thận. Được chưa? Ở đây e chấm get get là một hàm, vì thế nên riêng cái hàm get này phải có đầy đủ cặp mở ngoặc đóng ngoặc. Được chưa? Nhá. Nên là nó đang bị báo lỗi này này. Nó đang bị tô lấy cẩn thận này này. Được chưa? Thì cái phần sửa lỗi này con thể làm sau buổi học sau. Được chưa? Thì ở đây Nguyên Vũ phần kiến thức cơ bản của con còn đang bị thiếu nhá. Còn lại cộng trừ nhân chia, nhân chia cũng không hoạt động được, cũng lý do như vậy. Được chưa? Mình không thể nào mà nhân với mình thực hiện phép tính chia hay là phép tính trừ với kiểu sâu ký tự được. Thì ở đây cái kiến thức cơ bản của Nguyên Vũ là đang chưa đạt yêu cầu, mình còn đang thiếu, và mình sẽ phải bổ sung lại nhá. Là cái phần nhận xét thứ nhất về kỹ thuật lập trình. Đấy, kỹ thuật lập trình như này là đang chưa ổn, phải bổ sung thêm kiến thức cơ bản là cái tối thiểu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về kỹ năng thuyết trình. Nguyên Vũ vẫn cần sẽ phải cần rèn luyện về kỹ năng thuyết trình rất nhiều. Thứ nhất là khi bài mình bị lỗi thì mình vẫn sẽ phải đảm bảo bài thuyết trình của mình đầy đủ các bước. Bước 1, giới thiệu. Xin chào các bạn, tôi tên là gì? Tôi học lớp nào, tôi đến từ đâu? Được chưa? Và sau đây tôi sẽ giới thiệu về bài của mình có tên là gì, bài của mình có chức năng gì, các chức năng của mình hoạt động như thế nào. Mình vẫn sẽ phải giới thiệu đầy đủ như vậy, chứ không phải là vì bài của mình đang chưa như ý muốn mà mình lại thay đổi cấu trúc bài của mình. Là gì? Là mình mở bài của mình lên, sau đó mình phân bua, mình phân trần là bài tụi em chưa có đủ thời gian làm, bài của em vẫn còn các lỗi các thứ các thứ. Cái phần giải thích về lỗi sẽ nằm ở một phần trong bài thuyết trình đó, nó sẽ nằm ở một phần trong bài thuyết trình. Ngay từ đầu thì sẽ chưa đến phần đấy vội, ngay từ đầu con sẽ phải trình bày về cái sản phẩm của con, nó đang có cái gì đã, nó đang có các nút, bao nhiêu nút ở đấy, đúng chưa, và có chức năng cơ bản cộng trừ nhân chia, có thêm các nút sáng tạo thêm, nút này nút kia, nút phần trăm, nút các bậc hai, đấy là những gì mình đang có. Được chưa? Chức năng thì sao, mình đã có những chức năng nhấn hiển thị các nút lên rồi. Được chưa? Mình đã có chức năng nhấn hiển thị các nút lên rồi. Còn mình chưa có những cái gì, cộng trừ nhân chia mình đang chưa hoạt động được. Nó đang chưa như ý muốn. Căn bậc hai các thứ mình cũng chưa làm được. Đấy, mình sẽ phải trình bày cái phần thuyết trình của mình vẫn theo thứ tự đầy đủ. Mô tả xong, con mô tả xong hết, mọi người hiểu về bài của con đã, rồi sau đó mình mới giải thích. Tôi chưa làm được chức năng này, vì sao? Tôi có lệnh rồi, tôi có phần lập trình cho cộng rồi, tôi có lập trình cho nhấn dấu bằng rồi, nhưng tôi cũng đang gặp khó khăn, không biết vì sao nó chưa hoạt động được. Đấy là cái phần chia sẻ sau khi đã mô tả xong, có phải mô tả xong hết rồi thì mới được chia sẻ đến bước đấy. Được chưa? Còn ở đây Nguyên Vũ khi mình thuyết trình, mình vẫn đang thuyết trình theo hình thức rất cảm tính, là mình đang muốn nói cái gì trước thì mình nói thôi, chứ còn mình đang chưa theo, mình chưa follow theo đúng cái yêu cầu các bước thuyết trình. Thì Nguyên Vũ thầy mong đợi trong các sản phẩm sau thì mình sẽ cần phải 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 cái phần kỹ năng thuyết trình của mình sẽ cần phải cải thiện.